Ừ. Chết thật rồi. Cái phấn đơ này. Nè. Thế thì chắc đéo phải chết tổng bơm đâu nhỉ. Ừ. Ui này nó không hoạt động này. Kẹp cả cái này cứng đơ. Cái này nó không đẩy nữa. Tổng bơm không chết đâu. Kẹp con này. Gì? Vẫn này trong này vẫn có nhân mà không gì được. Đây này. Chịu nhỉ. Thì em gì nó mắc cái đoạn này này. Ở đây chắc không có giấy rắc luôn nhỉ. Tớ chạy đi nào nhìn lấy. Cái đấy bao nhiêu ấy? Hả? Cái đấy ấy. Cái này không phải thay đâu mà lấy giấy rắc đánh lại phát nó lại điều đâu mà nó gì đâu, nó không hoạt động nữa, mắc vào đây. Ừ. Lấy giấy rác ấy để tớ mài cái này thôi, mài cái chỗ gì này thôi. Lấy em sang nhà tên lấy à, nhưng mà sợ không tìm thế. Lấy tớ nhìn thế này là được mà. Nó ngắn ngắn. Mọi người nhé, sau khi mình kiểm tra con máy này thì nó không hoạt động thì tháo ra thì con này nó bị rỉ đi mọi người ạ. Bị rỉ nó kẹp là nó không bơm dầu nữa nhé mọi người nhé. Đấy. Còn tổng bơm thì là không hỏng này. Đấy. Là do nó bị kẹp con này là nó không bơm dầu nữa. Đây. Tổng bơm là khách cũng vừa mang đi ra nhà đồng vệ sinh lại hết. Ở nhà thì thử thì được phun dầu. Nhưng mà mang về đây lắp thì không lên. Để mình mới chạy về đây để tháo ra và kiểm tra nhé mọi người nhé. Sau khi mình tháo ra kiểm tra thì con này là nó bị rỉ hết, cho nên nó bị mắc ở trong này. Mọi người có nhìn thấy ở trong này vẫn rỉ không? Mà trong này vẫn có nhớt mà không biết là kiểu tại sao mà nó rỉ được cái lỗ này. Thế khả năng là cái gioăng này nó không kín ấy mọi người. Cái gioăng là mình vặn không chặt nên nước nó chảy thì mưa to, nước nó chảy từ trên này xuống rồi nó chạy theo cái trùng này xuống rồi nó bị dính nước, nó bị rỉ nhé mọi người nhé. Đây. Gì này nên đồng sẽ lấy dây rắc đánh lại cái này để cho nó hoạt động được là nó sẽ ok nhé mọi người. Còn đây là máy cày 186 đây. Đấy. Vất cũng lâu lâu rồi. Để dính nước để mưa thì nó bị rỉ cái chỗ này xong là nó cũng không lên dầu nữa. Và sau đây là mình sẽ tiến hành thay cái phớt ở trong này. Đây. Phải thay xử lý lại cái phớt này đi nhá mọi người nhé. Giờ như vậy là cũng đã lắp xong xôi hết nhá mọi người nhé. Và bây giờ sẽ tiến hành nổ thử cái ga đó. Giò dầu ra đây. Ủa, giò dầu thế. Thùng này thùng à? Thùng. Thế cũng bảo luôn vì nè. Giò này là nổ cũng khó đấy. Nổ nó không đều được đâu. Cái quyền cái này nó cho vào. Nó cắt cái sầm. Cắp sầm lót vào. Nó giật một lúc. Lên luôn đấy nhỉ. Lên khỏe thêm. Đây, dầu phun ra tại cái ống này này, bây giờ ấy. Nổ to phun âm. Chắc không đi được đến nhà đâu, phải thay cái ống đấy ô. Nổ to bắt đầu nó mới phun lên. Đây. Nó thủng ngay đầu này hay là ở dưới này? Không buộc lại cho nó thật chắc mà. Ủa, cuốn cho nó nhiều vào.
Kệ nó cái đây. Mày quấn thêm ở trên. Không nó. Nhiều dữ thế nhỉ. Vậy là nổ nhá mọi người nhá. Máy nào cũng đã nổ. Hai lỗ. Hai lỗ à? Một lỗ đây này. Thế. Một lỗ ở dưới này. Nó vỡ cái ống đấy là nó không nổ nhỉ. Không đổ dầu lên. Lúc mình nổ một phát là nó phun mạnh lắm. Không được.